Ngày 18 tháng 1 năm 2019, bệnh viện thống nhất thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phẫu thuật cấp cứu cho một bệnh nhân bị đâm ba vết thương, mất 2 lít máu. Bệnh nhân nam 35 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, lơ mơ, tụt huyết áp. Qua khám lâm sàng, bác sĩ xác định trên cơ thể người bệnh có ba vết thương do vật sắc nhọn đâm ở vùng ngực và bụng. Qua hội chẩn nhanh, bệnh nhân được xác định mất máu, đứt động mạch, nghi vết thương trúng tim, cần phải được phẫu thuật gấp. Sau khi mở lồng ngực, các bác sĩ ghi nhận nhát dao nằm ở vùng liên sườn bên trái, khiến nạn nhân đứt động mạch. Cơ hoành rách khoảng 15cm, máu tràn ra khỏi lồng ngực mất khoảng 2 lít. Kiếp mổ đã cầm máu, khâu vết thương cơ hoành cho nạn nhân. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục được khâu vết thương đại tràng, đặt ống dẫn lưu. Sau hơn 4 giờ, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện sức khỏe bệnh nhân đã tỉnh táo.